Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, mặc dù là cuộc đấu đá giữa dòng họ Vũ Đình và dòng họ Trịnh Bá, nhưng người đàn bà họ Ngô lại là người bị đem ra để làm công cụ hạ bệ đối phương. Sự dồn nén, ép buộc của chồng và em trai chồng khiến bà Son không chịu nổi mà vùng lên bỏ đi những diễn biến chi tiết sẽ có trong phần 19 tiểu thuyết mảnh đất lắm người nhiều ma của nhà văn Nguyễn Khắc Trường. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc của Kim Yến. ra tới ngõ Thì thủ đã đến Rồi cao ép người Trong chiếc quần bò ống côn Và chiếc áo phông Trước ngực in hình Một con người phóng Honda hùng hổ Giống hẹn cao Ngồi trên chiếc ba benda cá ươn của anh Nó chưa chịu à Ông hàm phả khói Phủ mờ cả mái đầu muối tiêu Hỏi giọng khàn khàn Hai chú cháu thủ cao, cao thủ, xoay xoay chén nước trên tay. Mặt hơi tẽn tỏ như người thua vật. Thủ bảo cao, xuống gọi bá lên đây. Rồi đưa mắt nhắc ông hàm về người đàn bà làm thuê đang lúi húi xếp lúa ngoài sân. Biết ý, ông hàm ra cửa nói. Chị ra vườn múc nước từ dưới ao lên túi cây cho tôi. Ô doa, tôi để ở ngoài ấy rồi. Người đàn bà ngừng lên rụt rè, nhưng chị thừa biết gia đình không muốn chị tò mò vào những chuyện riêng tư của họ. Nói cho mà biết, đây không lạ nhé. Nhưng chị vẫn hỏi lễ phép. Thưa ông, hôm nay không tuốt lúa ạ. À? Thôi còn ít để mai tuốt rồi phơi phóng một thể. Vừa lúc ông Long cũng hớt hải về. Bà Son cầm chiếc khăn ướt vừa lau mặt vừa xe sẽ ngồi xuống như tự đưa mình vào một cây bẫy một lần nữa. Có một việc thế này, nói để bá biết trước không có gì phải lo thủ lên tiếng chậm rãi anh em ông phúc yêu cầu đối chất với người viết đơn tức là bá đấy thì cứ đối chất bá cứ nói y như hôm trước đã viết bà son hốt hoảng thế tôi phải ra chỗ họp của các chú à bá ra trước khi vào họp lúc ấy chỉ có đội công tác của huyện và một vài người ở đây bá cứ nói cứng là cái đơn do bá tự viết Chứ không ai xui, ai ép. Bá nói xong, bá về. Còn lại thì chúng em sẽ lo. Cao sen vào. Theo cháu vẫn nội dung ấy. Nhưng bá phải nói sao cho càng cụ thể, càng tỉ mỉ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bà giòn lâu khuôn mặt, đỏ như người sốt. Tiếng đã như rên. Nhưng chuyện không có thì biết nói thế nào. Có bé, xé ra to làm sao? Hôm trước tôi đã bảo cứ vu cho người ta là không xong đâu. Ông Hàm nóng đầy cắt ngang. Lúc này còn to với bé cái gì? Các chú ấy bảo đã làm thế, nào thì làm thế đấy. Mình những ba người mà chịu à? Còn tôi đây này, chưa cần ra tay đâu. Để xem các chú làm thế nào đã, không xong thì tôi sẽ có cách của tôi. Bà Son càng tái người giọng tức tuổi. Hôm trước bắt tôi đi gặp người ta, cũng bảo chỉ cần một lần thế thôi. Rồi còn lại các chú sẽ lo hết. Việc đã được đến thế, mình đã tai qua nạn khỏi. Thế mà lại còn bắt tôi viết đơn từ, cũng bảo đây là lần cuối. Giờ lại bắt tôi phải đi cãi lý cái lẽ với người ta. Bà Son chưa dứt lời, đào từ trong buồng sấn sổ đi ra trao chát. Đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Nhưng cứ để người ta réo chửi khắp đầu làng cuối xóm, mà mình cứ im thiên thít thì chẳng còn ra cái hệ thống gì đâu. Ông Hàm quay lại hét lên. Cầm ngay mồm. Đây không phải là việc của mày. Đào lui vào. Vẫn còn lầu bầu. Mai nhà anh ấy còn chửi mà vẫn không ai dám làm gì thì khắc biết tay tôi. Ông Lòng ngồi im từ nãy tới giờ. Lúc này mới khẽ khàng lên tiếng. Đúng bản tính của người đi dĩ hòa vi quý chú thủ xem có cách nào bớt căng thẳng, bớt phiền đến bá không? Thủ đã hơi sẵn. Bớt căng, bớt phiền thì chỉ có xin đầu hàng. Còn muốn sống cho ra sống ở cái làng này thì nó căng một, mình phải căng hai. Vì chỉ người có lý mới dám căng, chứ phải nhún, phải nhịn trước mặt mọi người là yếu thế rồi. Thôi, không bàn nữa, sáng mai lúc nào chú Cao gọi thì bá ra. Không nói được tỉ mỉ, thì cứ nói như cái đơn ấy. Sau đó, Cao sẽ nói thêm nghe chưa? Cứ theo những điều trong đơn mà phát triển. Còn việc vợ ông Phúc vác mồm chửi đồng, rồi sẽ xử vào tội đảng viên mà để vợ con gây rối loạn. Dứt lời, thủ đứng dậy bước ra sân. Cao cũng nối gót ngay. Bà Son đưa cái nhìn nhòe ướt sang ông Long, người hiền lành chân trị hơn cả trong số anh chị em ở nhà chồng. Bà kể lệ. Đấy chú xem, cái thân tôi chăm dâu đổ đầu tầm. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa dám hại ai, chưa ăn bớt của ai một xu một sàng. Thế mà giờ ra đường, bị người ta chửi là điêu toa. Về nhà thì hét chồng, đến anh em dày vò xui khiến. Tôi có liên quan gì đến việc thù hằn tranh chấp của họ này họ kia mà làm tình làm tội tôi đến thế? Ông Hàm lại e hèm. Thế bây giờ, bà là người của họ nhà nào? nó định bôi do chát chấu vào họ trịnh nhà này rắn lại không liên quan đến bà ai dám bôi do chát chấu vào mặt họ trịnh họ chỉ bôi do chát chấu vào mặt tôi thôi vì họ ngô không có đàn ông đàn an nên mới khổ thế này nhưng mà đừng có bắt ne bắt nét người ta quá bắt tôi phải đối chất trước bàn dân thiên hạ thì tôi khắc tung hê hết lên đấy ra sao thì ra đến đâu thì đến nói dối một lần chứ nói dối mãi không phải tụt lưỡi vào à ông hàm tái mặt cố ghìm giọng nói cho nhỏ nhưng rõ ràng là ông muốn rít lên bà định phản lại họ hàng phải không định vào hùa với anh em nhà phúc phải không tôi chưa hỏi hết tội đâu liều liệu mà ăn nói chứ không thì không có đường về đâu bà son vùng đứng dậy tiếng vỡ ra oan ức thế tôi có tội tình gì tôi chẳng phản ai chẳng vào hùa với ai chỉ có người ta vào hùa với nhau phản tôi thôi. Chẳng phải dọa, đến nước này thì tôi chẳng còn thiết gì sắc. Bà ôm lấy mặt, bước xuống sân, đào tử trong buồng, lao ra gọi giật. U, u đi đâu đấy? Bà son giản dỗi. Cả cô nữa, để cho tôi yên. Còn đời cô đấy, đừng đẩy ai buộc ai ép. Ông Hàm đang vê thuốc nạp vào bát điếu nghe bà son tức tuổi nói vậy liền quay phát ra quát lớn đào vào nhà ngay để u mày đi đâu thì đi ai buộc hả ai ép hả môi ông hàm run lên một cái gì âm thầm sâu xa bỗng bị động chạm có phải đấy chính là tiếng kêu của cô son rằng mình bị ép buộc bị ép lấy anh hàm thợ mộc đấy không ông định nói một câu phũ miệng nhưng bà son đã đi như lao ra cổng rồi ông hàm đứng dậy gù gù cái lưng đi đi lại lại hầm hè như là chính bức tranh hồ thần từ trên bàn thờ đang nhìn xuống kia kìa bác để bái đi đâu ông long càng hốt hoảng nhớ nhác ông chợt nhớ lại buổi sáng vừa thò mặt ra cổng đã gặp ngay một cô bụng chừa phưỡn ra thảm nào chuyến về chơi này của ông xui quá ông hàm lầu bầu lại sang bà cả chứ đi đâu đúng thế bà Son còn có nơi nào để thở than nữa. Nhưng vừa ra tới cổng, thì thấy bà cả đang sầm sầm đi vào. Xưa nay bà cả rất ít khi sang đây, có gì cần gọi em gái thì sai con sang. Nhà ông Hàm có cỗ bàn sang mời, thì chỉ mình ông khiều đi, trẻ con không được đi theo. Bà nói thẳng là bà không ưa cái tính cậy tiền cậy thế ta đây, lúc nào cũng vinh vinh như là cái bánh đa nướng của anh em ông Hàm. Bây giờ bà đùng đùng sang thế này là có chuyện rồi. Bà cả bỗng đứng sững lại nhìn em gái. Thấy mặt mũi như tàu dưa héo, nước mắt xâm xấp quanh mi. Thế là đủ biết những gì xảy ra với dì ấy. Dì đi đâu? Đến tôi hả? Khoan đã. Bà cả hỏi, tiếng cứ giang giảng. Khuôn mặt gân guốc góc cạnh của bà càng rồ lên đánh đá. Lúc ngang chiều, nếu bố con ông Khỉu không giữ lấy bà thì bà đã nhảy ra xé nhau với vợ ông Phúc rồi. Bây giờ có phần bình tĩnh lại, bà quyết phải dẹp từ cái gốc, cái gốc ấy chính là từ đây. Vừa thấy ông Hàm đang đứng lừ lừ trên thềm, bà cả đứng lại giữa sân, một tay chống nạnh, một tay chỉ chỉ lên nhà. Tôi nói cho Dượng biết nhé, làm thế nào thì làm, ngày mai mà con mẹ dần còn réo thầy u, réo em tôi ra chửi, mà anh em nhà dượng vẫn im như hến là không xong với tôi đâu. Cứ cái kiểu người ăn hết kẻ đào run là không được đâu. Quýt làm cam chịu. Em tôi nói nghe anh em nhà dượng xui khôn xui dại để bây giờ rước vạ vào thân. Tình nghĩa vợ chồng mà dượng để vợ mang tai mang tiếng thế à? Nỗi mặc cảm sâu xa của ông Hàm vừa bị bà son động chạm bây giờ có cớ bung ra ông hàm cũng vung tay hét lên bà đến đây sinh sự phải không bà có biết đây là đâu không đây không phải là xó bếp nhà bà đây là chốn gia giáo chứ không phải là nơi cáo tha bà đừng mang cái thói vậy là ông hàm cũng đã chọc vào nỗi uất ức âm thầm của bà cả bà vỗ đét hai tay vào nhau chân rậm bành bạch như lên đồng miệng chu chéo a à, a à. Ông bảo cái thói nhà tôi thế nào? Ông bảo họ hàng nhà tôi là cáo tha hả? Ôi cha mẹ ơi, về đây mà nghe người ta vừa được ăn lại vừa được chửi đây này, cha mẹ ơi. Ông lòng luống cuống, lao từ trong nhà ra, giang tay, ngăn bà cả, vừa khóc lóc kêu gào, vừa sấn lên cho ông hàm như quyết đấu một phen. Thôi em xin bá, em xin bá, em xin. Ông lòng dối rít đôi bên đùn đẩy nhau cứ như kéo cơ lừa xẻ náo loạn cả lên hàng xóm đã rậm dịch kéo đến phải một lúc lâu bà cả mới rút khỏi sân nhà ông em rể quý hóa như một đô vật rút khỏi giới trong keo đấu không thua không thắng bà son theo bà cả đi ra ngõ suốt cuộc náo loạn bà son cứ ngồi ở góc sân khóc tức tưởi hai chị em kẻ trước người sau đi trong bóng tối đã nhọ mặt người. Hàng xóm lắc đầu bảo nhau. Rõ tội họ ngô. Giá có đàn ông thì hôm nay ông hàm cứ mà om xương. Về đến nhà, vẫn thấy ông khỉu ngồi gật gù trên chiếc chiếu trài ở góc sân. Cứ như ông vẫn ngồi đấy từ hôm qua, hôm kia. Trước mặt mâm thịt chó còn đủ gần hết các món như bữa trưa đây là mâm để dành cho vợ chồng ông Hàm và mẹ con cô Cảnh. Vợ chồng ông Hàm đã vậy, cả mẹ con cô Cảnh cũng chưa thấy sang. Lúc nãy nghe bà cả um sùm bên nhà ông em cọc trèo. Mấy đứa con chạy bổ sang, ông Khiều cứ ngồi rung đùi vì ông hoàn toàn tin cậy vào mọi khả năng của bà cả. Bắt nạt ông còn được, chứ còn định bắt nạt vợ ông thì học đấy. Mẹ nó với gì về ăn cơm, cãi nhau làm quái gì cho mỏi mồm. Ông khỉu quay ra, giọng lè nhè bất cần. Chị em bà cả đi rửa mặt, rồi ngồi vào mâm, nhưng không ai muốn ăn. Bây giờ bà Son mới kể và dặn vợ chồng bà cả không được nói lại với ai là ngày mai mình phải đi đối chất đối chát với anh em nhà Vũ Đình. Thế là bà cả xôn xôn lên. Gì sợ cái gì? Cứ để đấy tôi, Giá biết từ lúc nãy tôi đã đốt cho một mẹ. Cái thói anh em nhà ấy là chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Bà Son lắc đầu mệt mỏi. Vừa nói chuyện với vợ chồng ông Khửu, bà Son lại vừa thầm nói với mình. Càng nói, bà càng thấy mình như con cá bị vây bùa. Không đơn giản dứt khoát được như bà cả nói đâu. Còn nhiều điều sâu kín trong quan hệ vợ chồng. Những thỏa thuận ngầm giữa bà với ông Hàm những ấm ức luôn sôi réo trong lòng ông hàm bà son không thể nói cho chị gái nghe được chỉ có nằm trong chăn nằm trong dọ như bà mới thấy hết sự khốc liệt đang dồn đuổi ép buộc bà không bà không thể làm theo ý mình và bà cả không thể làm thay bà được đâu anh em ông hàm đã quyết cái gì thì không ai có thể lay chuyện bà không thể trái lời sáng mai cứ thử làm hỏng việc của họ xem sấm sét sẽ nổi lên ngay cái số bà thầy tướng đã nói lâu rồi, trời cho một tí má đào, nhưng cả đời là buồn nhiều hơn vui. Ngày cô Son đang dậy thì, nghe dân làng rì dầm, con gái mình có chuyện trăng gió. Ông cả ngói, tức bố bà cả, bà Son. Vì ông sống bằng nghề đốt gạch ngói, khi có đứa con gái đầu, thấy nó xấu xí, nên cứ gọi quấy quá là con gái. Khi có em là cái gái cả, chị cả. Ông cả ngói đã sang tận đáp cầu, mời thầy tướng về lập số tử vi cho son. Cơm gà cá gỡ đến ba ngày. Vợ chồng cả ngói, phải cố nặn óc. Nhớ ngày giờ sinh của son để thầy lập bảng ứng với những sao thiên lương thiên tướng. Tuần tuần triệt triệt, đường ngang, nét dọc, cứ như là trận đồ bắt quái. Rồi thầy chọn giờ Linh vào sáng sớm không ăn không uống cho người thoát tục. Giờ sách thánh để giải mãi những bí mật về cuộc đời của người con gái sắc nước hương trời và bậc nhất làng diễn chùa lúc ấy. Lá số đẹp xấu thế nào không biết. Chỉ biết tiễn thầy tướng đi rồi. Ông cả ngói đâm chiêu tư lự lắm. Chính lúc ấy, ông Hoành đến dạm hỏi son cho cậu Hàm. Vợ chồng cả ngói gật ngay. Ông đe son khi thấy cô làm mình làm mẩy bỏ qua dịp này là mày chỉ có đi làm lẽ thôi con ạ à. rồi nghe nói ông còn bảo riêng với bà vợ là hậu vận của con son còn nổi chìm lắm không khéo đến chết cũng nằm không yên không yên là thế nào bà hỏi nhưng ông chị khoát tay một cách bí hiểm ngày ấy son không mẩy may tin vào chuyện bói toán cô còn cho là mấy người đã thông đồng lập mưu để ép cô lấy anh cả thọt kia. Còn chuyện hậu vận mãi sau này, nghe mẹ nói, Son vẫn nghĩ đấy là lời đe để chị phải sống yên ổn với anh Hàm. Hôm nay bỗng dưng, những lời đoán định kia chợt sống dậy trong tâm trí bà Son. Trong lòng, đang dối bời, đầu óc bà bỗng lấn bấn với những lời xưa nay vẫn cho là vận vơ không căn cứ bà son không biết bà cả nói những gì nữa người bà cứ trộn rộn chuyện xưa chuyện nay chồng chéo rối rắm đến khi bố con ông khỉu đã ngủ lăn lóc bà cả ngắp ngắn ngắp dài bà son mới ra về xưa nay vẫn thế có chuyện gì vui buồn chị em đều gặp nhau nhưng không bao giờ bà son ngủ lại chính điều ấy làm ông hàm rất yên tâm bà cả vừa rũ chiếu vừa dặn em gái mai gì cứ ở nhà có gì bảo cây hoa sang gọi tôi. Đã đến lúc, phải cho cái nhà ông thủ ấy biết điều. Bà Son kéo bó che gai mà ông Khiều vừa dùng dấp cổng ban đêm bước ra đường. Trăng đầu tháng đã lặn, làng ngủ thiếp. Đường tối nhờ nhờ, như hư như thực, giống y như lòng dạ tâm trí bà Son lúc này, cứ lơ lửng như đã lạc vào chốn mê cung mê lộ nào. Người chân chân, đầu óc cũng chân lâng, đôi bước chân thập thõm như bị đầy bị hút về phía trước. Cứ đi, cô đơn vô định, thình lình một cái bóng đen thui to phình phàng như một khối bóng tối từ bụi cây thừng mực nhảy ra. Bà Son vừa ớ lên thất kinh, chưa kịp nhận ra cái gì thì một miếng vải mưa đã xòe ra trùm cứng lấy đầu, rồi phát một cái, hai chân bị hất khỏi mặt đất. Cả người bà như bay bồng lên nằm gọn trên vai, không biết của người hay quỷ mà khỏe thế. Rồi như hùm vác lợn, tên bắt cóc chạy huynh huịch rào rào xuống cánh đồng trũng phía bên kia đường. Bà Son đang á á ú ú trong miếng vải mưa bùng nhùng thì bà đã bị hất người xuống một đống dạ vừa cắt và tên bắt cóc nằm đè ngay lên. Một thứ giọng mũi vừa nói vừa nghiến răng trèo trèo. Phúc đây, phúc đây. Này thì nói điêu này. Này thì vô vạ này cùng với những tiếng rằn giọng một tay của kẻ cưỡng đoạt vừa bịt chặt miếng vải mưa trên mặt bà son còn tay kia tốc ngược áo lên tận cổ rồi hắn kéo đánh xoạt chiếc áo con bên trong hai quả phật thủ mõm mềm nhưng còn rất mầy chảy thõng trắng nhẫy nhượi đến hoa cả mắt thằng gian hắn vừa véo một cái vào đấy như quạ mổ thì đúng một tiếng quát nhỏ chỉ vừa đủ nghe nay may may Thẳng Gian gầm một tiếng trong cổ họng, đẩy rúi bà son một cái, rồi nhảy lên bờ vùng bò chạy. Nhưng kìa lạ không, thẳng Gian trượt chân xuống một ổ gà, đang lảo đảo Thì người bắt được kẻ Gian lại đỡ vội lấy vai hắn, rồi cả hai cùng cúi dạp lưng, phóng vun vụt như hai mũi tên bay la la trên cỏ, mất hút vào dặn cây đỗ ma mọc hoang um tùm cạnh rừng bạch đàn tất nhiên bà son không thể nhìn thấy cảnh đó khi bà lồm cồm kéo áo đứng được lên thì bốn bề đã im như tờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra bà gạt tấm vải mưa xéo chân lên giận dữ rồi hào hển nhảy lên đường miệng cứ rên hư hư vừa chạy như ma đuổi ma ám bà son không chạy về làng không chạy về nhà mà chạy thẳng ra phía đồng chùa nỗi uất ức sự chán ngán đến cực điểm vì bị làm nhục, kẻ bị vu vạ và người được vu vạ đều hùa vào làm nhục mình, khiến bà Son không còn thiết gì, không còn sợ gì nữa. Bà cứ chạy, chạy như mê như mụ, cánh đồng mờ mịt hơi sương, trong lòng trong trí bà Son cũng đang mù mịt tựa khói ám, đôi chân chạy như bị xui bị khiến, có tiếng nước chảy ồ ồ phía trước, bà Son hồn hển lao tới. Như đấy, là nơi giải thoát duy nhất đang chờ đón. Đấy chính là chỗ vai cầy bờ sông. Đúng lúc này, cuộc họp chỉ riêng những người đàn ông quan trọng của tri họ Vũ Đình cũng vừa kết thúc. Tùng kiếm cớ, không biết uống rượu, rồi chào ông Phúc và hai ông dượng là chồng bà Lộc, bà Tài, rồi lẳng lặng lặng ra về, lòng nặng trĩu. Lúc tối ăn cơm xong đủ một đỗi, thì ông Phú sai con sang gọi Tùng đến. Tới nơi đã thấy ông Phúc và chồng bà Lộc bà Tài đang ngồi uống rượu xuông chờ Tùng. Vừa chỉ ghế cho Tùng ngồi, ông Phúc nói ngay rằng cuộc đấu khẩu đấu trí ngày mai chỉ cần bốn người này là đủ, chứ không trông chờ gì vào hai anh chàng Bình và Lương là hai người họ hàng bên ngoại đã được chính ông Phúc diêu dắt vào đảng từ hồi ông còn tí chức tí quyền nhưng vì bây giờ Bình vẫn làm thủ kho và Lương vẫn được làm chân chạy vật tư. Và cả hai đều bị xì xào là chấm mút, cũng ác chiến lắm. Nên bây giờ hai anh chàng cứ chơi bài ngậm miệng ăn tiền. Người không động đến ta thì ta không động đến người. Ông Phúc nói, ngày mai lúc đối chất với bà Son và Thủ, chỉ cần ông và ông tính chồng bà Lộc là đủ. Nhưng đến khi vào họp chi bộ thì tất cả nhà ta phải lên tiếng để bảo vệ thanh danh cho dòng họ. Đây là trách nhiệm của mỗi người khi đứng trước nguy cơ bị kẻ khác bôi bẩn. Còn những mắc mới nhỏ nhặt trong nhà với nhau, lúc này cần phải dẹp đi, nghĩ đến cái lớn trước đã. Ông Phúc nói, ông đã dồn thủ trước mặt bí thư huyện ủy lúc chiều. Ngày mai phải tiếp tục cho hắn biết thế nào là lễ độ trước tất cả tai mắt của dân làng. Còn Tùng, ông Phúc quay sang Tùng. Cậu Biết anh có cái khó của anh. Còn trẻ lại là đảng ủy mới, không muốn người ta dị nghị là cục bộ hẹp hòi, nên nhiều cuộc anh phải im lặng. Nhưng đến lúc này, im cũng chẳng được, phải có chính kiến, phải bảo vệ chân lý. Tùng nắm lấy câu nói của ông cậu. Vâng, cháu sẽ đứng về phía chân lý. Cháu không ngờ chuyện lệnh nổ to đến thế. Ngày mai nghe đôi bên trình bày, rồi cháu sẽ có quan điểm đúng đắn của cháu. Tùng nhìn ba người bề trên của mình, mặt mũi ra dáng đắc thắng. Anh hỏi nhỏ, nhưng nếu ngày mai bà Son không chịu ra đối chất thì sao? Bà ông bỗng như bị hững một cái. Đúng là các ông chưa luồng đến tình huống này. Ông Phúc bỗng quả quyết. Thì cứ thằng thủ ma rôn. Vì bà ấy có ra hay không thì mục tiêu của ta vẫn là thằng thủ. Chứ ai chấp đàn bà làm gì? Tùng ra về, chán ngán đến bã bời anh bỗng thấy thương bà Son quá. Dù chẳng có căn cứ gì, nhưng Tùng tin bà Son đã bị lợi dụng, bị thúc ép. Buổi chiều ở cuộc họp ra, nghe vợ ông Phúc trời đồng, Tùng đã chạy vội về, dục bà sang ra can. "U bảo mợ Phúc, phải thôi ngay đi, không thì ủy ban họ sẽ khỏi lên phạt vi cảnh đấy." Lúc này, Tùng muốn được gặp bà Son quá, để xem hư thực thế nào. Anh bỗng thấy ấm ức cả thủ Cả Phúc chỉ muốn bóc tuột hết những lớp ngụy trang của họ. Họ là những con nhím, bộ lông của họ là cả một tấm áo đầy những mũi tên chọc. Bóc đi không dễ, nhưng trà nhẽ chịu bó tay mãi sao? Tùng đi vơ vần, rồi như quen chân nhớ lối. Tùng cứ bước đến nhà ông Hàm, mặc dù anh cũng không biết mình đến để làm gì. Thật may cho Tùng, bây giờ Đào mới ở nhà Minh Tổ về. Buổi họp tối tri đoàn xong, mình lại kéo đào về nhà mình ăn mít. Đào vừa đẩy cánh cổng khép hờ thì Tùng bỗng mọc ra ngay phía sau, cứ như Tùng đã trồng cây si ở đây từ lúc nào. Đào giật mình lùi sang bên, nhìn chừng chừng. Anh còn đến đây làm gì? Họ hàng nhà anh chửi u tôi khắp làng chưa đủ hay sao? Tùng đan chéo hai tay trước ngực, cố chọn một giọng thật nghiêm nghị đàng hoàng. Đào em bình tĩnh anh muốn biết rõ sự việc vì ngày mai có cuộc họp đào gạt phắt không cho tùng nói hết biết rồi ngày mai họp để bắt u tôi nhận lỗi chứ gì nghe rồi biết rồi anh không phải nói không phải thế kia đau. tùng cuống quýt nhưng cô gái ương như ổi đã vùng vằng đẩy cổng bước vào rồi hạ phắt cánh dại ken bằng những gióng tre được ngâm cứng như là sắt sập đánh rình một cái biên giới lại đóng cửa. Cô này thật là ngang kình bứa chứ không bỡn. Đào dội nước xoe xoé rửa chân rồi vào nhà. Đèn vẫn sáng, hai anh em ông Hàm Long chưa ngủ. Ông Hàm nửa nằm nửa ngồi trên đi văng. Ông Long ngồi xếp bằng trên san lông bên này. Cả hai cùng trầm ngâm như vừa bàn xong một việc hệ trọng. Chiếc đồng hồ ô đô trên tường đánh bính bong mười tiếng. Đào ngồi mớm chiếc ghế ngoài cùng, rót nước xịt xoạt uống biết chị về cái hoa nằm trong buồng hỏi ra giọng tỉnh như sáo u chưa về hả chị đào ơ ờ, tao tưởng u sang bắc cả về rồi cái hoa phục dậy đi ra mặt mũi bồn chồn em tưởng chị cũng sang đấy tao đi họp đoàn cơ mà ông long quay sang bảo đào ừ hay là chị đào chạy sang bà cả xem ông long chưa nói hết câu thì cái hoa nhìn ra chợt kêu rú lên từ dưới sân con khoang đội sùm sụp chiếc nón tơi trên đầu cái đuôi vù ve vẩy như bông lau chân nhón nhén như kiểu đi của ma của quỷ nó đi thẳng lên hè tiếng kêu của cây hoa khiến nó dừng lại ngỏng cổ lên mê nón tỏng đang rơi xuống đất con khoang rít ằng một tiếng như bị đánh rồi quay lại nhảy phốc xuống sân đất lắm người nhiều ma của nhà văn Nguyễn Khắc Trường. Sự thật đằng sau vụ việc làm nhục bà Son sẽ được hé lộ ở những phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.